Ngọc Châu trượt top 16 Miss Universe. Ngọc Châu khiến fan tiếc nuối khi không vào top 16 Miss Universe 2022 dù trước đó nhiều trang sắc đẹp dự đoán cô là gương mặt tiềm năng. Cô không được gọi tên đi tiếp sau màn đồng diễn và giới thiệu tên tại chung kết cuộc thi diễn ra tối ngày 14 tháng 1 giờ New Orleans. Các người đẹp bước vào phần thi áo tắm và dạ hội gồm Nam Phi, Bồ Đào Nha, Canada, Peru, Trinidad và Tobago, Puerto Rico, Haiti, Australia, Cộng hòa Dominica, Lào, Curaçao, Ấn Độ, Venezuela, Tây Ban Nha, Mỹ và Colombia. Kết quả khiến nhiều fan sắc đẹp trong nước tiếc nuối bởi cô được nhận xét có sự thể hiện tốt từ đầu cuộc thi. Nhiều người đẹp có Hoàng Yến, Hương Ly, Hương Giang, nhà thiết kế Nguyễn Minh Công, động viên Ngọc Châu. Tại một cụm rạp ở thành phố Hồ Chí Minh, fan cho biết buồn với kết quả. Sáng sớm 15/1, hơn 100 fan đã mang theo cờ, băng rôn, poster để cổ vũ, khiến không khí nơi đây trở nên náo nhiệt. Trước chung kết diễn ra, Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022 nói cô thoải mái, đặt quyết tâm chinh phục Vương Miện. Ngọc Châu có chặng đường 12 ngày tại sân chơi nhan sắc lớn nhất hành tinh. Cô tới Mỹ ngày 26 tháng 12 năm 2022, tham gia khóa huấn luyện về kỹ năng phỏng vấn tiếng Anh với chuyên gia trước khi nhập cuộc với sân chơi nhan sắc ngày 3 tháng 1. Cô có mặt sớm nên được chọn trang phục đồng diễn và áo tắm. Suốt 10 ngày thi, cô thể hiện hình ảnh nhiều năng lượng. Ngọc Châu lọt ống kính truyền thông nhiều lần, được ban tổ chức lựa chọn ảnh đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội. Trang phục cô mặc tại hoạt động bên lề thường được các chuyên trang sắc đẹp bình chọn vào top 5 nổi bật theo ngày. Sau bán kết, Ngọc Châu thu hút sự chú ý của fan trong nước và quốc tế. Phong cách catwalk kiểu hoa sen lotus walk của cô vào top xu hướng trên TikTok, được nhiều người đẹp như Võ Hoàng Yến, Lê Thảo Nhi, Thủy Tiên hưởng ứng. Ngọc Châu cũng vào bảng dự đoán của các chuyên trang sắc đẹp quốc tế. Miss Sociology xếp hạng 13 trong top 20, còn Global Beauty dự đoán thí sinh Việt Nam xếp vị trí 14. Hôm 10 tháng 1, Ngọc Châu gặp giám khảo ở phần thi phỏng vấn quan trọng. Người đẹp mặc chiếc áo của mẹ mang theo từ Việt Nam như để truyền may mắn. Cô tự tin trả lời các câu hỏi của giám khảo bằng tiếng Anh. Trong phần thi trang phục dân tộc, Ngọc Châu diễn thiết kế chiếu cà mau của Nguyễn Quốc Việt. Cô gặp khó khăn khi đeo phần cánh sau lưng của trang phục, phải nhờ các nhân viên hậu trường giúp đỡ. Váy làm bằng lát nên trong quá trình lắp ráp, Ngọc Châu còn bị xước và chảy máu ở tay. Dù thế, khi lên sân khấu, cô vẫn tự tin, để lại dấu ấn. Trang phục được Miss Sociology chọn vào top 10. Nguyễn Thị Ngọc Châu sinh năm 1993, quê Tây Ninh. Năm 2018, cô thử sức ở cuộc thi Hoa hậu siêu quốc gia Việt Nam và đăng quang. Sau đó thi Miss Supranational 2019, vào top 10 chung cuộc và đoạt danh hiệu Hoa hậu siêu quốc gia châu Á. Hồi tháng 5, cô đăng quang Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam, giành quyền thi Miss Universe 2022. Có 6 tháng chuẩn bị, Miss Universe ra đời năm 1952, do một công ty thời trang ở California, Mỹ sáng lập. Bản quyền cuộc thi từng thuộc về một số đơn vị trước khi được nhượng lại cho Donald Trump năm 1996. Sau khi chuyển sang nghiệp chính trị, ông Trump bán bản quyền Hoa hậu Hoàn Vũ cho IMG Modern, công ty người mẫu có trụ sở ở New York, Mỹ. Hồi tháng 10, tỷ phú Anjakapong Jakrajutakit, người Thái Lan, mua lại cuộc thi. Với 72 năm lịch sử, Miss Universe là một trong hai sân chơi nhan sắc lâu đời và hấp dẫn nhất hành tinh, bên cạnh Miss World. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.